đâu mất rồi, đâu rồi? Cậu soi thẳng vào đèn nó chưa? Đấy, giữa nó đấy. Ôi dồi ôi, xa xôi này. Hôm nay bận đưa mẹ đi viện các bạn ạ, thì không kịp lừa vịt về. Thế cuối cùng là cái đàn vịt già nó biết về nhà, còn đàn vịt non này nó không biết về này. Hiện tại bây giờ nó vẫn đang lênh đênh ngoài giữa đồng. Mình với lại chỗ cậu Hưng này, với lại em mình đang đi tìm lại nó, nhưng mà tìm thấy rồi nhưng không lừa được. Bởi vì bây giờ ngoài đồng nó mông mênh quá. Mà đây thuyền của cậu này. Vâng, cháu thả lúc chiều sau gì nhỉ? Sau mẹ bị cái là cháu đi viện, sau cùng là quanh về cái tìm vịt thì cái đàn già nó về được trước. Nhưng đàn non thì nó không biết về. Đàn non thì không biết về, mình càng lừa lại càng đi xa. Đây cậu phải đánh thuyền lên tận nơi để mà đi đuổi vịt hộ mình này. Nhưng mà cái con vịt nó khôn lắm các bạn ạ. Càng đuổi đến gần nó lại càng chạy đi. Bây giờ tạm thời nghỉ ở đây tí nữa, đợi xem là tình hình nó như nào rồi xong mình tính tiếp. Mình lừa đàn vịt mãi không được các bạn ạ. Hai cậu cháu là cứ càng đến gần đàn vịt thì nó lại càng chạy xa. Bây giờ cứ để cho nó yên tĩnh một tí đi, tranh thủ mình ngồi xem cậu vớt lưới xong, sau đợi tẻo lưỡi đàn vịt nó về gần vệ bờ, xong đó là mình lừa nó về. Còn nếu không lừa được thì cứ đành để mai vậy các bạn ạ. Đây hôm nay cậu cha lưới ở chỗ gần gần nhà mình luôn này. Lên tìm vịt hộ sao tiện cậu thả luôn nấm lưới. Đấy là cái con gì nó quẫy mắc lưới rồi đấy. Các bạn có nghe thì con cá nó quẫy đấy không? Mắc lưới rồi đấy. Cách chỗ cậu mình bây giờ tầm nó khoảng 15 mét. 15 mét, 15 mét nữa là sẽ đến cái chỗ con cá đó. Hồi hộp phết nhỉ. Từ lẫn giờ được toàn dọn bể đấy các bạn ạ. Được một cái con cá rô phi này. Có khả năng là cháu ôm vào cái thúng của cậu đi cho nó tiện, chứ không thì thúng của cháu nó nhẹ nó trôi lắm. Ôm này cậu có lôi được cả không? Không được thế tốt. Phải nói là cái cảnh đêm khi mà lênh đênh ở ngoài sông này cảm giác nó rất là yên tĩnh các bạn nhé. Yên tĩnh, mát mẻ. Nếu như mình lao động thì cảm thấy nó mát mẻ, còn nếu như mà ngồi yên một chỗ ấy, ngồi trên thuyền thì nó lại hơi lạnh lạnh. À đây, đây là cái con cá mà lúc nãy mình bảo này các bạn này. Nó không phải là ở cái tấm lưới vừa lấy mà nó ở tấm lưới này. Cái tấm lưới này là cậu tra ngay cạnh cái tấm lưới vừa lấy. Đây chính là cái nhân vật chính này. Ui con rô phi đấy, mình bảo mà nếu mà không được thì thôi, được thì toàn cá to thôi. Con rô phi này cũng là to đấy, không phải bé đâu. Rô phi này ở quê mình nếu không nhầm là người ta gọi là rô phi đơn tính các bạn. Con này tầm nó khoảng 2-3 lạng ấy. To ghê. Đấy. Một bé rô phi đầu tiên vào trong bọc. Cháu nhìn thấy rồi. Một con chấm đã mắc lưới của cậu này các bạn này. Đấy, cái con chấm này cũng khá to. Chấm cỏ hả cậu? Chấm cỏ. Con này cũng to đấy. Để mình sẽ bơi thuyền đến gần hơn cho các bạn nhìn nó dễ. Đây. Một bé chấm cỏ. Ấy da, con này to đấy. Ôi da. Con này rất to các bạn. Ui dồi ôi. Dài ghê chưa? Con này nó phải tầm nó khoảng hơn cân. Hai con cá, một con rô phi và một con chấm cỏ. Ui, không nhảy mất cậu. Đấy, cho trong đấy hết nhảy luôn. Hết nhảy. Chốc được quấy ướt hết chim. Đây là nước rút các bạn ạ, nước rút cá nó không có nhiều đâu. Nước lên đánh nó mới nhiều. Thế nhưng mà nước lên thì cậu lại bận đánh bằng cái khác. Đánh bằng cái khác thì nó nhiều hơn. Đánh bằng cái này thì nó ít. Nhưng mà nếu được thì được như mình nói lúc nãy. Được thì được cá to. Nhưng mà thường thường nước lên ấy thì nó mang theo rất là nhiều rác. Nếu như mà không có thời gian mà đi đánh lưới vào cái lúc nước lên này, rác nó nhiều là rất mất thời gian để mà chúng ta gỡ lưới. Cậu thử ngoe hộ cháu xem cái đàn vịt giờ nó đang ở đâu cả. Cái đàn vịt của mình. À kìa. Đàn vịt nó về tận tận gần chỗ bờ nhà mình nhỉ các bạn này.
Chỗ thằng anh đen cậu soi ấy. Cậu về nhá, cháu cũng về đây. Để mình thử đi lên trên kia xem nào. Mấy con vịt thì lẫy mình với cậu soi là nó đi lên trên vệ bờ rồi các bạn. Nó bơi sát ở vệ bờ đê rồi. Đây, từ đây về đoạn nhà mình nó cũng cách có một đoạn thôi. Mấy con vịt nó ở ngay đây này. Cách, cách, chip, 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 chip. Chip, 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 chip. Chip này, chip này. Chip này, chip này. Chip, 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 chip. Chip. Chip, 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 chip. Đấy, mình đến gần gọi nó biết này. Chip, 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 chip. Chip này. Chip, chip này. Chip này, về đi. Chip, 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 chip. Chip, 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 chip. Về đi. Về đi. Tốt quá rồi, mình đã lừa được nó lên đến đỉnh đê đấy các bạn này. Nó đang lên đỉnh đê này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Về, 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 về. Về. Chết rồi. Ngày này con không nhớ đường về thì tối làm sao mà nhớ được. Để các bạn xem là nó nhớ được đường về không nhá. Đây nhà mình đi, cầu nhà mình đây. Vất vả quá. Đi. Động nào rồi. Nhà đâu. Nó cũng nhận ra người nhà đấy. Nếu mà người lạ thế này nó đã phá chạy lâu ấy. Cái đàn này là mình chưa thả nó ra đồng bao giờ đâu mà nó không biết cổng nhà. Còn chip chip về đến đây là nó biết rồi này. Đấy. Đi. Đâu, đường đâu? Đường đâu? Đi. Đi. Đấy, xâm nhận ra chỗ rồi đấy. Quen chưa? Quen chưa cái lèo đâu? Đây lèo đây mà. Quen chưa? Quen chưa? Quen rồi, quen rồi. Đấy. Mày. Đấy. Ở phố nay có ca nhạc, tối nay hình như có ca nhạc kìa. Em ơi, có cái xương giả cho chó nó nếm sữa không em? Cái xương đấy là nó có tác dụng gì em nhỉ? Tức là vẫn ăn được, nhốt được à? Vẫn ăn được, nhốt được, thoải mái. Nó có tác dụng phụ hay là nó có kiêng kỹ cho chó ốm gì không? Chó bạn ấy buồn hay là vui đùa thì bạn ấy chán, bạn sẽ gặp cái loại này à. Là cứa răng. Đây ra bố cho cái này này. Mình đã về nhà rồi các bạn ạ. Mình chào tất cả các bạn buổi sáng ngày mới nhé. Đấy, hôm nay mình lên phố thăm mẹ này rồi, có mua một chút đồ cho cún và tiện đây là mua thêm một ít cái này gọi là cái gì con nhỉ? Trà sữa. À ừ đúng rồi, trà sữa. Để cho hai bé nhà mình, với lại con chia cho em nhà cô Quyên đấy nhé. Để con mang vào cho. Cái này là mình mua cho con nhím nhà mình này. Còn cái này là mình mua cho cún. Hôm nay mình mua cho cún một cái xương. Cái xương này là cũng ăn được các bạn nhé. Để mình để vào cái bát sữa cho cún nó ăn. Bây giờ mình mang đi thử luôn xem là cún có tự liếm sữa không. Ôi xài cún, con nghịch gì ấy? Nghịch gì? Có ăn xương không? Sữa đâu mấy đây? À đây, sữa đây. Im mồm. Im mồm, ta tát cho giờ đấy. Đây, đứng im ở đấy, không cần phải ra. Đây, có sữa cho con đây nha. Hôm nay cho con một khúc xương vào đây nha. Con tự liếm sữa đi nha. Đây, một khúc xương đẹp vào đây. Đây, con chó đậy nào. Nùi lại nhanh lên. Đây, Nếm đi. Đây, xương này. Nếm xương là khác nếm được sữa. Sao con, đi đâu? Ông đi đâu về đây không?
Ui, bắt một tí được nhiều phết nhỉ. Sáu ơi, Sáu đâu rồi? Sáu, con ăn nhái không? Con ăn nhái không? Nó không ăn nhái đâu các bạn ạ. Các bạn có biết là mình bắt nhái để làm gì không? Cái mùa lụt ở quê mình ấy thì ở vệ đê những cái con nhái nó bò lên vệ đê rất là nhiều. Mình bắt ít nhái này về để cho con chim nhồng nó ăn này. Đây con chim nhồng mình đã để ở đây rồi. Chim nhồng thường ngày mình vẫn cho nó ăn bằng cám với lại cái dế mà mình mua ấy. Thế nhưng mà thấy có một chú ở trong miền Nam, chú bảo mình phải là cháu có thể cho con nhồng của mình ấy nó ăn cái con nhái được đấy, thì là mình đã ra ngay ngoài vệ đê mình bắt một ít nhái. Đây. Ai giờ này. Ôi đây. Túm ngay. Đây nhồng ơi, nhồng ra hẳn đây đi nhồng ơi. Này, các bạn nhìn thấy nhồng nó ăn nhái này. Rồi một con ngon này. Đây vẫn còn mấy con ở trong này nữa này. Mình sẽ bắt một cái con to nhất để cho nó ăn cho các bạn xem. Đây rồi. Thì con này là một con nhái khá to này. Đấy, nhồng. Nào há mồm. Ôi nó nhút. Nó tự nhút được đấy các bạn ạ. Ôi xong phim. Không phải là độc cái con nhồng này nó ăn được nhái đâu các bạn nhé. Mình còn một cái con này nữa, mình cũng chủ yếu đi bắt nhái về để cho nó ăn. Mình đây mang đây Hoa Anh cái. Đây là một cái con bìm bịp mà cách đây tầm khoảng chục hôm ấy mình nhận nuôi bé bìm bịp này. Thì bây giờ mình cũng bận quá không kịp báo với các bạn ấy. Thì đến ngày hôm nay bé bìm bịp nó đã lớn như này rồi này. Im. Bìm bịp này gần đây cũng có khá nhiều bạn hỏi và là thấy anh Quế ơi cái cách chăm sóc bìm bịp non như nào ấy. Thì đây mình cũng chia sẻ luôn cho các bạn nhé. Đây để cho nó đứng ở đây. Đấy cái hình ảnh lúc nãy và cái hình ảnh bây giờ các bạn nhìn có khác nhau không? Lúc nãy là toàn bộ là lông đen xì luôn. Còn bây giờ thì nó đã lên những cái lông tím tím rồi này. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn nhé. Đây. Cái mồi nhái này là một cái loại mồi mà cái con bìm bịp nó thích nhất. Sau đó là đến cá tép ấy các bạn ạ. Các bạn cứ nuôi cho mình bằng hai cái loại mồi này. Nhái là một và cá tép là hai. Thì con bìm bịp là nó không có bệnh tật gì và nó nhanh lớn cực kỳ luôn. Nào há mồm ra. Bây giờ nó tự đớp được rồi này. Đấy. Chưa đâu. Nào ấm. Đấy. Nó nuốt. Ăn nó nhanh lớn đó các bạn. Rơi rồi. À xong phim. Đấy. Nuôi bìm bịp các bạn cứ thế thôi. Ra ngoài đồng bắt nhái chắc là ở một số vùng quê nào các bạn bắt nhái nó cũng đơn giản nhỉ. Mà mình nghĩ ở vùng phố, ở khu vực thành phố thì các bạn cứ ra ngoài vệ đường ấy. Nhất là những cái hôm nào mà trời mưa ấy. Thì nhái nó cũng rất là nhiều. Mình kiếm nhái để cho chim ăn nó cũng đơn giản thôi. Đấy. Đấy là cái cách nuôi bìm bịp của mình. Sau 10 ngày từ một con bìm bịp non đen xì đen sũi. Lông ống vẫn chưa vỡ. Và bây giờ nó có hình hài như này này. Bìm bịp này là nó cùng loài với lại bìm bịp to ở nhà mình. Người ta thường gọi nó là bìm bịp bà. Đấy, còn những loài bìm bịp khác nó nhỏ hơn gọi là bìm bịp cóc. Thì hai loài bìm bịp đấy nó khác nhau hoàn toàn nhé. Nhưng mà mồi ăn của chúng nó vẫn như nhau. Và đặc biệt hơn là cái loài bìm bịp bà này này là loài bìm bịp mà nó ăn được rắn nữa. Còn bìm bịp cóc kia thì không ăn được rắn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó ăn thêm rồi cất nó vào nhà nhé. Đấy, nó đang đòi ăn nữa này. Ui, nếu như mà mình không nhầm ấy thì cái đàn chim manh manh non của mình là nó vừa mới lở các bạn ạ. Đây, mình thấy nó kêu liếp chiếp cả ở trong này này. Để mình bây giờ cho các bạn xem nha và mình cũng xem luôn. Không nhầm là nó lở rồi đấy. Từ những cái chú chim manh manh mà nó cụt chân cụt cẳng. Nếu mà lở bây giờ là mình sẽ có những cái đàn manh manh. Bây giờ mình phải đưa cái điện thoại vào này. Đấy, phải hết sức nhẹ nhàng không con mẹ nó bị kinh động các bạn ạ. Nói chung là mình để nó ở cạnh mình ấy thì nó cũng ơi con mẹ nó vừa lao ra. Nó cũng không phải là quá sợ lắm đâu, thế nhưng mà mình vẫn phải hết sức cẩn thận. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Ui mình vẫn chưa nhìn thấy đâu, để mình zoom lại gần gần hơn xem nào. Ui. Ở đây các bạn này. Ui một ổ chim nhá. Ui nó há mồm kia trở lại. Xem nào để mình đếm xem nào. Được. Ui nhìn như một đàn nhím con luôn. Ghê chưa? Có biết là nó lở từ bao giờ nhỉ? Hôm nay mình nghe thì tiếng kêu chim chim. Ôi, để mình làm cái nào kiểu gì cho nó nét hơn các bạn nhìn nó dễ nhỉ? Đấy. Nói chung là khó lắm. Mình quay bằng cái điện thoại này với lại nó ở sâu ở trong chiếc tổ ấy. Nhưng mà nói chung là nhìn được các bạn nhỉ? Bây giờ mình phải nùi ra không là cái con mẹ nó lại là nó gì nhỉ? Nó lại không bón được cho con nó. Đây mình nùi ra ngoài một tí. Đây con mẹ nó màu trắng này các bạn này. Cái con mẹ nó màu trắng này. Đấy. Cái con bố nó màu mỏ đỏ hơn này. Còn cái con màu kia là con mỏ nhàn nhạt hơn là cái con anh chị của nó đấy. Đây con ở về bên này cho mình cho các bạn xem. Mình đóng cái cửa này đã không là nó sổng ra là sau nó bay mất là không ai nuôi con của nó đâu. Đấy về bên này cho các bạn xem. Mấy bạn hỏi mình bảo là cái chim manh manh mà cụt chân cụt cẳng của anh đâu hết rồi. Thì đây này chúng nó vẫn đây các bạn à. Đây. Vẫn rất nhiều những cái con mà nó
không được nguyên vẹn hình hài, nhưng mà chưa sinh sản thêm được cái con nào. Cái tổ này nó chậm sinh sản hơn, hay là kiểu như là nó chân cẳng nó kém ấy, thì cái khả năng mà nó sinh sản nó kém hơn ấy. Nhưng mà rơm rác mình thấy là nó cũng đã cảm vào tổ rồi, nó có cảm vào đấy các bạn này. Nên là có cảm vào nhưng mà nó không nhiều. Nói chung là nó vẫn chưa có dự định là để sinh sản, cho nên là chưa thấy gì. Rồi đóng cửa đóng rồi, mình đi ra, không là cái con mẹ kia nó này không vào cho con nó bú, nó là bỏ con rồi. Nhân ơi, à, anh làm gì đấy em? Bắt sấu à? Ở thế sao mọi hôm nước nụt nước nó cao lên, thế sao không bắt từ lúc đấy mà bây giờ cạn để bắt? Treo đỉnh cây. Ờ anh Tiến, ui sấu ngon nhỉ? Ui, anh xuống xin chú cái cây tre về cho chú ăn. Mọi hôm nước đầy không chặt được, hôm nay chặt được. Đây các bạn này, ui sấu chua quá. Nước lụt ra thì là nó mang theo cái phù sa này, cho nên là ở quê mình ấy, mỗi một lần, ui cá nó nằm ở trên đấy này Nhân ơi. À không phải, bố chú giọng cá ở đây à? Ui mình cứ bảo là cá nó nằm ở trên lá khoai. Đây cá cậu mình đi đánh nướng. Đây các bạn này, mỗi một lần nước lụt ra nó mang theo từng này phù sa các bạn này. Uấy, ghê chưa, cái phù sa này rất chi là tốt cho cái cây trồng ấy. Cho nên là lụt ở quê mình ấy thì trong lúc lụt nó mất mùa thì bà con cũng buồn thôi, nhưng mà khi lụt ra thì nó mang theo rất nhiều những cái dưỡng chất để mà trồng cây cấy lúa cho vụ sau. Mỗi một lần lụt xong này, vụ sau là bà con cấy hái hay là trồng hoa màu là cái cây tốt lắm các bạn, lúa cũng tốt nữa. Đây. Đấy, bùn này. Đấy. Cho nên là riêng cái bùn này nó đã làm cho cái lúa nó bị hỏng rồi chứ không phải là riêng nước nữa. À bây giờ chú có dao ở đây không? Thế thì bây giờ cho anh mượn con dao để anh chặt một cái cây tre về cho rúi phát. Đấy hôm nay nước cạn mình mới ra đây mình xin cái tre được. Đây một hôm nước lên tận đây các bạn nhìn này. Cứ ngấn đến đâu là nước đến đấy này. Đấy. Nột ra nhìn thấy cảnh tượng nó hoang tàn nhỉ. Cây cối ở đâu nó cũng dính bùn dính đất. Ai da, không biết là cái tre này ngâm nước liệu nó có bị ủng không nhỉ. Kiếm lên cái cây tre này. À đây cái cây tre cụt đây. Cái cây tre cụt nửa thân này. Phản ứng nhá. Phạt chỗ sâu này nhá. Ui, cứng thế. Rồi, ok. Mấy cái hôm mà mưa lụt vừa rồi ấy, có rất nhiều bạn hỏi mình bảo cái ao của nhà anh Quế nó có bị vần gì không? Thì thưa với các bạn là ao nhà mình không vần gì nhá. À thằng Diu. Diu ê ê ê ê ê nó nghe tiếng mình ấy, ghê không? Có biết nó chơi ở đâu, nó nghe tiếng mình nó bay ra. Cái ao nhà mình không vần gì các bạn ạ. Như trước đó mình cũng đã kể với các bạn rồi ấy, là nhà mình đã lên trên đê ở rồi, tức là ở bên trong đê ấy là sẽ không bị ảnh hưởng của nước lụt nữa. Trừ khi nước lụt nó quá to, nó bị vỡ đê hoặc vỡ đập thì cái khu vực nhà mình nó mới bị lụt thôi. Đấy cái ngày xưa mà nước lụt ở khu vực nhà mình ấy là nó bị vỡ cái bờ đập ngoài kia kìa. Cái bờ đập mà cái hôm mà mình đi tìm bìm bìm ấy, đấy chính là cái bờ đập mà ngăn nước ở sông vào mình. Nếu như mà nước sông quá to nó vỡ cái bờ đấy thì nhà mình bị ảnh hưởng thôi. Đấy còn cái ao nhà mình không cần gì này. Không nọ đúng là nó cũng có tràn nhưng mà nó tràn ít thôi. Đây nó tràn có một tí này. Đấy. Nó tràn một tí này thì mình có mở cho nó một cái rạch ra để nước nó lưu thông chứ không tránh tình trạng nó bị vỡ bờ ấy. Nhưng mà không cần gì. Nhưng mà nếu mà cứ mưa tiếp tục ấy, mà mưa dài kỳ nữa ấy, thì là cũng khó nói chuyện lắm. Nước sông mà lên cao mà đập nó bị vỡ thì cũng khó nói lắm. Diu ơi, Diu đâu mất rồi. À, có khả năng mình kết thúc video đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Hôm nay mình cũng khá bể bộn công việc ấy. Đây, Diu đâu rồi. Diu cứ quanh quẩn ở đây đấy.